Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Zoom trên FPT Playbox S. Bước 1. Truy cập kho ứng dụng Google Play Store và tải ứng dụng Downloader. Bước 2. Mở ứng dụng Downloader, sau đó nhập link rút gọn tải Zoom. Nhập link rút gọn tại đây. Đợi một lát ứng dụng sẽ được tải về. Chọn Install để cài đặt ứng dụng Zoom. Chọn Cài đặt. Để cài đặt ứng dụng Zoom lúc này thiết bị sẽ yêu cầu cấp quyền cài đặt. Chọn ứng dụng Downloader. Nhấn OK để gạt nút sang màu xanh cấp quyền cho ứng dụng cài đặt. Sau khi đã cấp quyền, nhấn nút quay lại và chọn Install để cài ứng dụng. Chọn Cài đặt. Đợi một lát ứng dụng sẽ được cài đặt. Bước 3, sau khi cài đặt xong quay lại màn hình chính. Chọn Cài đặt. Chọn ứng dụng. Chọn xem tất cả ứng dụng. Hiển thị ứng dụng hệ thống. Tìm đến ứng dụng Zoom và mở ứng dụng lên để sử dụng. Lưu ý, khi bạn cài đặt xong cũng có thể chọn mở luôn ứng dụng Zoom. Bước 4. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Zoom để tham gia cuộc họp trực tuyến. Đầu tiên bạn cần thiết lập theo hướng dẫn sau. Di chuyển phím điều hướng sang trái, chọn biểu tượng bánh răng cài đặt, chọn cuộc họp. Chọn tự động kết nối âm thanh. Chọn Wi-Fi hoặc dữ liệu di động. Sau đó quay lại trang chủ ứng dụng. Chọn tham gia cuộc họp. Nhập ID cuộc họp của bạn tại đây. Nhập tên của bạn tại đây hoặc bạn có thể để tên mặc định. Sau khi nhập ID cuộc họp và tên, bạn chọn tham gia. Tiếp tục nhập mật mã cuộc họp. Chọn đã hiểu. Chọn cho phép. Nếu bạn có sử dụng thêm webcam để hiển thị hình ảnh của bạn sẽ có thêm thông báo này, dùng phím điều hướng di chuyển xuống dưới rồi chọn tham gia với video. Lưu ý, trong quá trình học để chất lượng thu âm thông qua micro trên FPT Playbox S được tốt nhất, khuyến cáo khoảng cách từ miệng tới FPT Playbox S là dưới 1 mét. Như vậy là bạn đã tham gia cuộc họp trực tuyến thành công. Bạn có thể thực hiện tắt hoặc bật micro hoặc video trong lúc họp trực tuyến như sau. Khi thanh chức năng ẩn đi, trên điều khiển nhấn phím điều hướng xuống dưới một lần, sẽ hiển thị lại thanh chức năng trên màn hình. Lúc này di chuyển phím điều hướng sang trái 2 lần, rồi chọn OK để tắt hoặc bật micro. Di chuyển phím điều hướng sang trái 1 lần, rồi chọn OK để tắt hoặc bật video. Mọi thắc mắc vui lòng truy cập trang web fptplay.tv để biết thêm thông tin. Xin cảm ơn.